Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình duy trì phát triển làng nghề. Bắc Ninh tích cực kiềm chế bùng phát dịch sốt xuất huyết. Lan tỏa phong trào đọc sách từ các thư viện tư nhân miễn phí ở Hà Nam. Thành phố Hải Dương phát hiện nhiều thanh niên vi phạm luật giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Hưng Công luôn là xã có diện tích trồng rau màu lớn nhất của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hàng năm diện tích trồng cây hoa màu của xã chiếm 15,89% diện tích đất nông nghiệp. Từ tháng 5 năm 2019, xã đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình sản xuất rau an toàn nhà màn 1.040m² với sự tham gia của 12 hộ xã viên. Trong quá trình trồng, xã Hưng Công luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ thành viên, đặc biệt là các hộ tham gia thực hiện mô hình trồng rau an toàn. Mỗi lứa thu hoạch cho thấy rau cải ngọt năng suất đạt 400kg một sào với giá bán tại ruộng là 7.000 đồng 1kg, tổng thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng một sào. Đối với rau dền với hiệu suất thu hoạch từ 25 đến 30 ngày trên lứa, năng suất đạt 5 tạ rưỡi rau trên một sào với đơn giá 8.000 1kg. Xã Hưng Công đã chủ động ký kết với một hợp tác xã bao tiêu sản phẩm đầu ra cho xã viên. Để hỗ trợ cho bà con xã viên phát triển sản xuất, Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục hỗ trợ 30 triệu đồng trên 1.000m². Theo kế hoạch, trong tháng 9 năm 2019, xã Hưng Công tiếp tục mở rộng thêm một mẫu rau an toàn để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tận dụng lợi thế đất đai và thị trường, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện toàn huyện chuyển đổi được 700 ha, tập trung nhiều ở các xã Đa Lộc, Hạ Lễ, Tiền Phong. Từ những vùng đất trũng, cây lúa một vụ, đến nay các xã đã dần chuyển sang mô hình sản xuất nông nghiệp, tổng hợp, trồng cây màu và cây ăn quả, nuôi các loại gia cầm, gia súc. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, bên cạnh việc trồng cây lâu năm, các hộ dân thường trồng xen kẽ những loại cây ngắn ngày, cây thời vụ như rau màu, đu đủ nhằm tận dụng khoảng đất trống. Trung bình những mô hình chuyển đổi thường mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa thông thường, giúp người nông dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Duy trì và phát triển nghề truyền thống nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Do vậy, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều giải pháp hỗ trợ làng nghề và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Xã đã phối hợp với trung tâm dạy nghề, các hội đoàn thể của huyện mở các lớp dạy nghề mới, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tạo điều kiện mặt bằng để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Đến nay, Khánh Hồng có 3 làng sản xuất chế biến cói, bèo xuất khẩu được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho gần 2.200 lao động. Bằng đôi bàn tay khéo léo, những người thợ thủ công nơi đây đã sản xuất ra hàng trăm mẫu mã như hộp, túi sách, giỏ, giày dép, khay đựng. Từ nguyên liệu cói và bèo được khách hàng ưa chuộng, thu nhập bình quân từ 3,5 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Để nghề truyền thống phát triển bền vững, Khánh Hồng đang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh mở lớp nâng cao tay nghề cho lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần liên tục đổi mới mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Làng cổ chất xã Phương Định, huyện Trực Ninh được biết đến như cái nôi của nghề truyền thống ươm tơ dệt lụa, sản xuất ra loại tơ tằm đẹp nổi tiếng của đất Nam Định. Sau vài năm tồn tại và phát triển, đến nay nghề ươm tơ kéo cán của làng cổ chất đang đứng trước nhiều khó khăn, có nguy cơ thất truyền mai một. Gia đình bà Lê Thị Ngoãn là một trong 10 hộ còn bám trụ với nghề ươm tơ thủ công ở làng cổ chất xã Phương Định, huyện Trực Ninh. Với giọng trầm buồn, bà Ngoãn tâm sự: trước kia làng cổ chất là nơi cung cấp tơ sợi chất lượng cho các làng dệt lụa nổi tiếng của cả nước. Cả làng có hàng nghìn bếp ươm, nhà nào cũng rộn ràng tiếng quay tơ, đào kén. Trải qua bao thăng trầm, giờ đây làng cổ chất không còn hưng thịnh như trước. Cả làng chỉ còn độ trăm bếp ươm tơ, kỹ thuật ươm tơ truyền thống cũng đang dần thất truyền. Đến nay, nghề ươm tơ vẫn được một số hộ ở làng cổ chất cố gắng lưu truyền. Nhưng để gìn giữ được làng nghề truyền thống, người dân rất mong chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh vay vốn đầu tư, phát triển thị trường, đồng thời khuyến khích các cơ sở ươm tơ đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết hầu hết là xâm nhập từ địa phương khác,
Tuy nhiên, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền đến người dân về tăng cường vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, diệt loang quang bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch và nơi người bệnh cư trú. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát chặt chẽ, không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới nào. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 133 trường hợp mắc và nghi mắc, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, 64 trường hợp dương tính, huyện Thuận Thành là địa phương có nhiều ca mắc nhất, chiếm trên 50% số ca mắc toàn tỉnh. Không ghi nhận trường hợp tử vong. Theo ghi nhận, các trường hợp hầu hết là bệnh xâm nhập từ địa phương khác. Các trường hợp ổ dịch đều được phát hiện sớm, điều trị, giám sát kịp thời, triển khai các hoạt động phòng chống không để dịch lây lan. Theo nhận định, hiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, thích hợp cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển cùng với thời điểm tựu trường, sinh viên nhập học sẽ làm tăng khả năng bùng phát dịch bệnh nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời hiệu quả. Mặc dù tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên trung tâm y tế các huyện không được chủ quan, cần phối hợp với các trạm y tế xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác giám sát từ huyện đến cơ sở với mục tiêu phát hiện sớm khi có ổ dịch mới, giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ, đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến, không để dịch lan rộng. Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác phòng dịch mang lại hiệu quả tích cực, người dân cũng cần phối hợp với ngành chức năng bằng cách giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, không để lưu cữu nước mưa, nước đọng làm nơi cho muỗi mang mầm bệnh sinh sản. Sàng lọc là biện pháp nhằm phát hiện các loại bệnh ung thư giai đoạn sớm hoặc những mầm bệnh ung thư khi mới chớm hình thành. Đây được coi là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ ca bệnh tử vong do mắc ung thư hiện nay. Thực tế, những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư ở nữ giới có chiều hướng gia tăng. Trạm y tế xã Đức Chính thống kê trong vài năm trở lại đây có tới hơn 30 trường hợp mắc ung thư. Trong số này, nhiều chị em phụ nữ tử vong bởi căn bệnh ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Tôi khuyên là mỗi chúng ta có một cái ý thức để phòng ngừa ung thư cổ tử cung. Thứ nhất là phải khuyên chị em phụ nữ từ 9 đến 26 tuổi đi tiêm phòng vaccine phòng ung thư cổ tử cung. Thứ hai là phải có cái lối sống lành mạnh, không quan hệ tình dục sớm, dự phòng cũng như là điều trị triệt để những cái bệnh viêm nhiễm đường sinh dục để tránh những cái viêm mãn tính thì cũng sẽ dẫn đến những cái ung thư. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức khám sàng lọc cho hơn 600 phụ nữ ở hai xã Cẩm Vũ và Đức Chính. Qua tầm soát, phát hiện nhiều ca nghi mắc đã được giới thiệu đến trung tâm tư vấn và khám xét nghiệm chẩn đoán. Mỗi năm, phòng khám sinh sản của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật khám và phát hiện vài chục ca ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Độ tuổi mắc chủ yếu ở phụ nữ ngoài 40 tuổi. Tầm soát ung thư giúp phát hiện những tổn thương tiền ung thư trong giai đoạn sớm, từ đó can thiệp kịp thời giúp nâng cao khả năng điều trị thành công. Tuy nhiên, mỗi loại ung thư lại có phương pháp và thời gian tầm soát khác nhau. Cùng với tiêm vaccine HPV theo khuyến cáo phù hợp với độ tuổi để phòng tránh ung thư cổ tử cung, để giảm nguy cơ ung thư, tất cả mọi người dù ở lứa tuổi nào cũng nên có lối sống lành mạnh, tập thể dục thể thao thường xuyên, ăn uống khoa học, hạn chế sử dụng bia rượu, thuốc lá và nắm rõ tiền sử bệnh tật của gia đình, bản thân và những nguy cơ ung thư để phòng tránh. Trong những năm qua, dòng họ Hoàng Văn ở xã Tân Châu, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều việc làm rất đáng trân trọng trong công tác khuyến học khuyến tài, góp phần tích cực vào việc động viên, khuyến khích con em ở địa phương ra sức rèn luyện học tập để không ngừng tiến bộ. Dòng họ Hoàng Văn có 200 hộ gia đình với khoảng 800 nhân khẩu, 100% số hộ dân đều tham gia phong trào khuyến học bằng nhiều hình thức vận động. Đến nay, nguồn quỹ khuyến học của dòng họ là trên 80 triệu đồng. Vào dịp rằm tháng 8 âm lịch, dòng họ Hoàng Văn lại tổ chức trao phần thưởng cho các con cháu đỗ đại học và có thành tích cao trong học tập. Bên cạnh đó, các thành viên trong ban khuyến học thường xuyên phối hợp với nhà trường nắm bắt tình hình học tập của con cháu, kịp thời báo cho gia đình về các học sinh có biểu hiện lơ là để dạy dỗ, uốn nắn. Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được ban khuyến học đến động viên, tạo điều kiện để vươn lên trong học tập. Hiện nay trong họ đã có 9 thạc sĩ, 500 cử nhân, nhiều cháu đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Tiêu biểu như các gia đình ông Hoàng Văn Thịnh có 6 thạc sĩ, bà Hoàng Thị Vui có 5 cử nhân.
nhằm đáp ứng quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận giáo dục của học sinh, góp phần hình thành thói quen đọc sách. Đặc biệt, một số trường mầm non trong tỉnh Nam Định đã đầu tư xây dựng thư viện trường mầm non, tạo môi trường để trẻ tự khám phá học tập. Năm học mới 2019-2020 này, những trẻ em đang theo học tại trường mầm non Trực Hưng, huyện Trực Ninh đến trường với niềm háo hức, bởi bên cạnh cơ sở vật chất đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia, trường mầm non Trực Hưng vừa đầu tư xây dựng phòng thư viện nhằm phục vụ nhu cầu tự học tập và khám phá của trẻ, đường tự do xem sách, làm quen với các trò chơi, tự do khám phá các góc mở của thư viện là niềm vui mỗi ngày đến trường của trẻ. Với các cô giáo ở cấp học mầm non, việc có thêm phòng thư viện và không gian khám phá cho học sinh là điều kiện thuận lợi để giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kinh nghiệm giáo dục thực tế cho thấy, thư viện thân thiện cho trẻ mầm non chính là cái nôi, là nơi khởi đầu cho sự phát triển toàn diện của trẻ, giúp trẻ tự tin, năng động và ham học hỏi ngay từ khi còn nhỏ. Bởi vậy, bên cạnh chương trình xây dựng thư viện thân thiện gắn với xây dựng tủ sách lớp học được thực hiện trong toàn tỉnh, một số cơ sở giáo dục mầm non hiện nay đang tiến hành xây dựng thư viện trường mầm non, giúp trẻ mầm non có không gian tìm tòi, khám phá, rèn luyện các kỹ năng, tạo nền tảng cho việc phát triển trí tuệ, nhân cách, hành vi xã hội và khả năng học hỏi khi các em trưởng thành. Tại Hà Nam, cùng với hệ thống thư viện công lập, mô hình thư viện tư nhân được hình thành đã góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đọc trong cộng đồng. Đây cũng là nơi hình thành môi trường đọc sách thân thiện. Các hình thức giao lưu tìm hiểu về sách hay thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến đọc sách. Nằm trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, thư sinh quán do thầy giáo trẻ Trần Mạnh Hào, hiện đang công tác tại trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, thành lập từ năm 2018 cùng với sự giúp đỡ của một số người yêu mến sách. Xuất phát từ tình yêu sách và muốn chia sẻ tình yêu ấy đến với nhiều người, thầy Hào đã mang toàn bộ số sách mà bản thân tích góp được từ khi còn là sinh viên đến khi đi làm để mở thư viện. Hiện nay, thư sinh quán có khoảng trên 5.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại đa dạng phong phú như khoa học, lịch sử, văn học và được sắp xếp riêng biệt trên kệ để độc giả có thể dễ dàng tìm kiếm. Nhiều người đến với thư viện không chỉ đọc sách mà còn được giao lưu, trò chuyện về những cuốn sách hay và ý nghĩa đằng sau mỗi cuốn sách. Mặc dù không gian thư viện tuy nhỏ nhưng những giá trị từ sách mà thư viện mang đến cho người đọc lại vô cùng lớn. Chính vì vậy, ở thư sinh quán, đối tượng người đọc cũng đa dạng, không chỉ có các bạn trẻ mà cả những người lớn tuổi yêu sách cũng tìm đến. Lứa tuổi người đọc sách thì nó có rất là nhiều, và sách hay và sách có giá trị nó cũng dành cho rất là nhiều lứa tuổi. Thì tôi cố gắng làm sao mình tìm hiểu và đem đến những cái quyển sách đặc trưng, tiêu biểu, có giá trị trong nhiều thời gian để dành cho những mọi người, bất kỳ ai đó có thể đến và cũng dễ tìm thấy những quyển phù hợp với mình. Đấy, và qua đó thì cái tình yêu sách nó mới có thể kéo dài được. Thì là tôi cũng mong nó trở thành một cái nơi rộng hơn, đấy, nơi đẹp hơn, nhiều sách hơn và đặc biệt là nhiều bạn hơn. Những thư viện sách tư nhân của anh Hào đã và đang đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và phát triển văn hóa đọc sách, một điều đang dần bị mai một, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay. Hơn thế nữa, đằng sau việc làm này là một sự sẻ chia, lan tỏa tình yêu sách đến với cộng đồng. Vì vậy, đây là những mô hình hay, rất cần được nhân rộng trong cộng đồng. Thời gian gần đây, vào cuối các buổi chiều và buổi tối hàng ngày, trên địa bàn thành phố Hải Dương lại xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm từ 4 đến 5 người, đi xe máy không biển kiểm soát, chạy với tốc độ lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Để ngăn chặn và xử lý các đối tượng này, Công an thành phố đã lập kế hoạch sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tuần tra công khai, kết hợp hóa trang để phát hiện xử lý các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt ra quân vừa qua, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Hải Dương đã duy trì hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ. Qua đó đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm. Đến nay, những thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không biển kiểm soát trên các tuyến đường nội đô thành phố cơ bản đã chấm dứt. Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vừa triển khai đưa vào sử dụng mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã, từ đó góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Xã Hải Triều có hơn 6.000 nhân khẩu với 2 thôn và 7 khu dân cư, là một xã có mật độ dân số đông, lại có nhiều tuyến đường lớn đi qua, nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, xảy ra 10 vụ việc gây mất trật tự an ninh. Trước tình hình đó, xã Hải Triều đã vận động xã hội hóa từ nhân dân, đồng thời trích ngân sách xã với tổng kinh phí là 175 triệu đồng, triển khai lắp đặt mô hình camera giám sát, đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, xã đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 32 camera giám sát tại các điểm giao thông quan trọng, các khu vực đông dân cư, bến bãi trên địa bàn. Mô hình này không những giúp ngăn chặn các hành vi trộm cắp, gây rối trật tự kịp thời mà còn góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, giám sát người dân không đổ rác thải bừa bãi, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nằm trong nội dung xây dựng đề án thông minh, từ đầu năm nay, đơn vị chủ trì là Sở Thông tin và Truyền thông đã lắp thí điểm gần 300 camera tại các cửa ngõ ra vào thành phố Bắc Ninh, các nút giao có lượng phương tiện di chuyển lớn và những điểm giao cắt, đèn đỏ, các khu công nghiệp, di tích trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả rõ nhất của hệ thống camera này là công tác giám sát giao thông và hỗ trợ về bảo đảm an ninh trật tự. Theo đó, dữ liệu camera ở các điểm này được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu có khả năng phân tích hình ảnh, bắt bám ảnh, đối tượng chuyển động, cho phép phát hiện và chụp hình được các hình ảnh kèm thông tin biển số xe. Hệ thống này hoạt động trên nền công nghệ lõi là công nghệ xử lý, nhận dạng ảnh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là công nghệ được thiết kế riêng phù hợp với các chủng loại biển số ô tô, xe máy của Việt Nam và có thể hoạt động ở các điều kiện khác nhau như ngoài trời, trong hầm, ban ngày, ban đêm. Ngoài hỗ trợ thiết thực cho công tác quản lý và vận hành giao thông, hệ thống camera này còn có tác dụng rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài các điểm nút giao thông, hệ thống camera cũng được lắp đặt tại các sở ban ngành, các khu vui chơi, giải trí, nơi tập trung đông người. Sau một thời gian ngắn vận hành, hệ thống đã phát hiện hơn 12.000 lượt vi phạm về an toàn giao thông. Các lỗi này chủ yếu do ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, nhiều nhất là vi phạm đèn đỏ và dừng đỗ sai quy định. Đồng thời, cung cấp sao trích 33 lần dữ liệu cho các đơn vị, công an trong tỉnh để phát hiện các hành vi liên quan đến an ninh trật tự xã hội, an ninh trên địa bàn tỉnh, xử lý các vi phạm an toàn giao thông. Trong thời gian tới, các địa phương trong tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng các công trình xử lý rác thải liên vùng theo quy định quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030. Theo đó, các địa phương sẽ xây dựng các khu xử lý chất thải rắn vùng huyện, liên huyện gồm Nam Toàn, Mỹ Thắng thuộc thành phố Nam Định mở rộng, Yên Minh, huyện Ý Yên, Việt Hùng, Liêm Hải, huyện Trịnh Ninh, Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nghĩa Thái, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Minh Tân, Thành Lợi, Liêm Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Dương, huyện Nam Trực. Ngay trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh sẽ bố trí xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn phân tán cho một số thị trấn, trung tâm cụm xã gồm các bãi rác và lò đốt đã được đầu tư thiết kế hợp vệ sinh. Đặc biệt, để giảm ô nhiễm môi trường cho một số thị trấn, trung tâm cụm xã đối với các bãi rác và lò đốt phân tán đã được đầu tư thiết kế hợp vệ sinh. Từ nay đến năm 2020, các địa phương tập trung áp dụng đúng quy chuẩn tất cả các khâu chôn lấp và đốt giảm thể tích chất thải rắn. Đồng thời, sẽ căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương để áp dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp. Ưu tiên áp dụng công nghệ trong nước đạt tiêu chuẩn, các công nghệ nước ngoài phù hợp với điều kiện kinh tế, có hiệu quả tốt, an toàn đối với môi trường. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách quản lý chất thải theo hướng xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Những năm qua, thành phố Ninh Bình đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, kéo theo sự gia tăng về lượng chất thải rắn sinh hoạt với thành phần ngày càng phức tạp đã và đang gây khó khăn trong công tác quản lý. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là phải sớm có những giải pháp thu gom và xử lý triệt để, không gây ảnh hưởng nguy hại đến môi trường. Hiện chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố cơ bản được thu gom và xử lý, nhưng chưa được phân loại tại nguồn mà vẫn là thu gom chung cả rác vô cơ và rác hữu cơ. Do thiếu nguồn vốn, nguồn nhân lực để triển khai thực hiện, ý thức của một bộ phận dân cư chưa cao, chưa nhận thức hết được lợi ích của công tác thu gom phân loại rác thải. Để khắc phục những khó khăn tồn tại trên, thành phố Ninh Bình đưa ra nhiều giải pháp cần làm ngay như đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt,
xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đổ rác thải rắn sinh hoạt trái quy định và tuyên truyền các hộ khi sửa chữa, xây dựng nhà cửa ký cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện bảo vệ môi trường và hợp đồng với tổ đội, đơn vị chuyên vận chuyển rác thải xây dựng tới nơi quy định. Bên cạnh tăng cường công tác quản lý thì việc nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường cần được chú trọng. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng trên, qua đó góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường sống, hướng đến môi trường đô thị thành phố sáng, xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.